Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu các anh em tham gia một chương trình lấy góp nhận 0.2 token có hiệu là INST. Một token này đã list trên sàn Parker Swap nha em ơi. Để tham gia giá hôm nay em click phần link mô tả dưới video mình bấm start. Start xong bấm group chat các bạn. Rồi bấm nhập continue. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn sẽ đến group channel YouTube subscribe các bạn. Thì nhiệm vụ có Twitter thì bạn follow, like và tweet nữa các bạn. Bạn theo dõi nha bạn. Bạn like và tao quyết là xong rồi. Rồi bạn mới đáp lại, các bạn bấm nhận nút submit đi tên, rồi bấm don nha bạn. Tiếp tục bạn gỡ đường link profile tại Twitter mình. Rồi tiếp tục thì các bạn gỡ đường link YouTube mình nha bạn. Rồi tiếp tục thì tất cả các bạn gỡ địa chỉ BNB Smart Chain trên YouTube Wallet nè. Địa chỉ BNB Smart Chain nha bạn, bạn sao chép lên nè. Rồi bạn mới đáp lời, bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục bấm don nè. Tiếp tục bấm z nè bạn. Tiếp tục bạn sẽ tiếp được cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Giờ mình đã nhận được 2.0.2 token INST này bạn. Giờ mình gửi đến bạn một kèo thứ hai là Bitcoin Asset nha bạn. Hai thì bạn biết phần link thứ hai của mình tại mô tả, bạn bấm chữ tắt để cho bot tiếp tục nè các bạn. Mình sẽ nhận được bấm continue các bạn. Rồi bạn lướt cha. Sau khi bạn lướt sẽ xong thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow từ và request cho pinbot nè các bạn. Bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like nè. Chính dẫn như tài quyết nè các bạn. Tết like nè. Rồi các bạn cũng like bài này luôn đã list sang Parker Swap các bạn. Đi sau này nó khá là ngon các bạn. Rồi bạn test lại luôn đi. Rồi bạn mới đáp lại. Tiếp tục bạn join kênh group kênh Chiller các bạn. Group này bạn join vào nhóm chat nè. Rồi tất cả bạn mới đáp lại các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow Facebook nè. Forget this, subscribe YouTube, follow Medium các bạn. Facebook thì các bạn thích cái trang Bitcoin Asset của nó, các bạn lướt xuống các bạn. Các bạn xuống đây cũng like nè. Thích nghe nè, các bạn chia sẻ nè bạn. Chia sẻ công khai các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục thì follow Reddit nè. Reddit thì các bạn follow nè bạn. Rồi thì các bạn follow cái tích xong, các bạn subscribe kênh YouTube nếu follow minimum các bạn. À các bạn ơi, tại Twitter cho mình lộn các bạn sẽ chỉnh lại tại Twitter các bạn. Tại Twitter thì các bạn tại tweet dưới cụ username đó các bạn. Các bạn bấm lại đi các bạn. Follow đi, mình hồi nãy mình lộn rồi các bạn. Twitter thì các bạn bấm vào hoàn tất tết lại các bạn. Rồi các bạn bấm tết lại nè. Rồi các bạn chỉ dẫn tại tweet các bạn. Rồi các bạn ghi vào A cộng nè. Bitcoin Bitcoin Adat là dòng username này các bạn. Nó nè. Rồi các bạn tweet lên các bạn. Vậy mới chính xác các bạn. Rồi các bạn trả dây các bạn. Rồi các bạn giờ bấm vào continue nè. Subscribe Lofin username. Tiếp tục bạn gửi lại username tại Twitter của tất cả các bạn nha bạn. Thì các bạn tại Twitter của bạn ra thì sẽ thấy username các bạn. Nó còn MMO của bạn, không có gì khó nha các bạn. Nó còn MMO của bạn chính xác. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain bên chocolate nha bạn. Thì các bạn mở địa chỉ dí ra nè, bạn copy nè. Rồi bạn chạy dựng bot nè, mà bắt từ đây nè. Rồi cho bot này mà. Phải các bạn chờ một chút xíu các bạn. Đâu có thiếu thông tin gì không đâu. Rồi mình đã nhận được một token Bitcoin Asset nè các bạn. Thì nhiệm vụ này
mấy nhiệm vụ kia nó khai báo các bạn. Thì các bạn chỉ việc cần làm hai nhiệm vụ chính thôi các bạn, các bạn follow Twitter và quyết và cho anh kênh group trên channel thôi bạn. Còn những nhiệm vụ này các bạn bỏ qua đi nha các bạn, có khai báo thông tin gì đâu các bạn. À mình gỡ lộn rồi các bạn, các bạn gỡ đường link Twitter các bạn, mà bấm vào con tiêu là cái nút sẽ tắt là cái nút sẽ tắt khởi động bot lại các bạn, bấm vào con tiêu new lên, nút cấp ba lên này. 273 nhiệm vụ đơn sơ luôn, 352 bấm continue nè, gửi lên đường link blue file Twitter nè, username nó cũng chấp thuận nhưng mà nếu yêu cầu gửi đường link blue file mà mình lộn các bạn, quan nhấp vào qua bên cùng, nhấp vào hồ sơ nè, nhấp vào qua cái trên đầu nè. Đang làm bot chat kìa, nhanh quá. Mình là sơ ý các bạn, rồi các bạn sẽ chép liên kết này. Rồi bạn gửi lên Twitter đây nè, lên Twitter mình nha các bạn. Đây nè. Tiếp tục gửi địa chỉ BNB Smart Chain thì các bạn lướt lên đây, các bạn lấy địa chỉ của mình lại, địa chỉ cũ luôn. Sao chép nè. Bắt từ đây nè. Play user wallet. Anh gọi chứ thôi. Bắt từ đây rồi. Ok, như vậy là mình cái địa chỉ giấy mình đã sử dụng rồi nên mình không có tweet được các bạn. Thì các bạn gỡ username cũng được, mà gỡ đường link cũng được các bạn. Mà mình khuyên các bạn gỡ đường link cho chính xác yêu cầu của nó đi các bạn. Sớm mình đọc có hai dòng dưới. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.